Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là nắp lưng của Xiaomi Redmi Note 6 Pro với tên mã là M186E7TG đang có mặt tại Di động Cao cấp.vn. Khi bạn làm rơi va đập thì cái vỏ nó bị cong vênh móp méo hỏng lỗi nhìn rất là khủng khiếp như này. Thì với dịch vụ thay mới nắp lưng tại Di động Cao cấp.vn, quý vị các bạn sẽ khắc phục được tất cả các lỗi sự cố liên quan đến nắp lưng vỏ máy của Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Chúng tôi đầy đủ tất cả các vỏ, các màu vỏ máy từ màu đen, màu trắng, màu xanh, màu vàng tới mới cho các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Với khách hàng ở xa có điều kiện đến với Di động Cao cấp.vn, quý các bạn có thể đặt hàng tại website Di động Cao cấp.vn. Chúng tôi sẽ ship nắp lưng của Xiaomi Redmi Note 6 Pro đến tận địa chỉ hàng yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn vị bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ tại Di động Cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Xiaomi Redmi Note 6 Pro hàng đầu hiện nay.